xin chào mọi người đã trở lại thêm một lần nữa các bạn. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với sinh tồn trên những chiếc bè rồi mấy bạn ơi. Hôm trước á mấy bạn gặp được con siren, mấy bạn kêu mình á anh làm tiếp đi anh đánh siren đi. Trời ơi trời, mấy bạn ơi, làm sao mà hai đứa mình đánh lại tụi nó được. Con siren nó mạnh lắm mấy bạn ơi. Quách với lại á tụi mình không có giáp kim cương, không có chị banda, không ai hết mà sao mà đánh nổi con siren mấy bạn. Trời ơi trời, với lại mấy bạn ơi, con siren này có dây điện vòng vòng mình nữa mấy bạn, nó mạnh lắm, anh không đánh lại nó đâu. Nên mấy bạn đừng kêu anh đánh nó. Bây giờ á tụi mình phải suy nghĩ làm sao để có cách lấy lại những món đồ của mình đã mất ở trên đảo của Siren nha mấy bạn. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại like cho anh biết là các bạn đang thích video này và anh có thể làm thêm một tập nữa nha mọi người. Ok, bây giờ thì bắt đầu nào mọi người. Ơi, để coi coi. Trong rừng hôm trước mình còn lại mình lấy được mấy cái này mèo, mình còn lại một chiếc bè nè. Giờ phải chèo qua bên đó mình lượm đồ. Mấy cái táo rồi, dĩ nhiên phải chèo là thôi mèo chứ bây giờ không có cách nào khác đâu. Không biết mình còn đồ không ta? Chắc là còn á mèo, nhưng mà cái đó cũng gần mà chèo qua cũng được. Cái đó đâu nhớ không? Hình như kế bên nhà của con công chúa tóc dài phải không? Mèo xuống mèo, tèo xuống, tôi lái. Thôi, tôi chở cho, rồi lên. Từ từ, ngồi xuống rồi đó. Ngồi xuống, rồi, đi nè. Đó, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình sinh tồn trên chiếc bè của chúng ta đi mấy bạn. Ơi, hòn đảo thiệt là đẹp. Mình gặp con khác. Mình gặp cái con khác. Nhưng mà không biết là lỡ mà mình ra đảo đó, con siren đó ban ngày, không biết nó có ở đó không mèo. Lỡ nó còn đó là chúng ta chết á. Ủa, chị Banda kìa, không biết chưa. Chị Banda kìa. Trời ơi trời, sinh tồn trên những chiếc bè hôm trước bà Banda bị bão cuốn, cuối cùng bà cũng cuốn tới đây rồi nè. Lẹ đi xuống đây. Trời ơi, chị tính là giờ chị có chiếc bè luôn, chị không biết tự tèo lên chị Banda. Chờ ngày đoàn tụ. Rồi, tèo lên luôn. Có mẹ nha. Chúng ta cuối cùng cũng đã đoàn tụ được với gia đình các bạn. Bà Banda cũng đã đến rồi mấy bạn ơi. Có cái bè mà đứng nó mới kêu cứu. Nè, Banda đi theo đây chị nè. Ôi, mấy bạn ơi. Mèo, tính ra giờ có bà Banda rồi. Bà Banda luôn luôn là vật thế thân cho tụi mình mấy bạn. Mình sẽ kêu dụ con siren đi đúng không? Đúng rồi, kêu bà Banda dụ con siren đi ra chỗ khác để mình lấy lại đồ. Bữa tối quá không nhớ đảo nào ta. Đảo này nè, tôi nhớ là cái đảo này nè. Tại vì buổi chiều lần trước mình đứng ở cái đảo Ngọc Hải Đăng. Cái mình đi qua bên đảo Sương này mọi người. Chắc trời ơi, không biết đồ của anh ở đó còn không mấy bạn. Nhiều khi con siren nó lấy hết rồi mấy bạn ơi. Con quỷ đó nhiều khi nó ăn đồ của mình nó sống luôn á. Tôi cũng nghĩ vậy á. Chị Banda, chị chèo lên cái hòn đảo theo em nè chị Banda. Cái đảo đó có đồ của em chứ không có rầm rớt á. Chị lên chị lụm chị Banda kiếm. Thôi được, chị hãy bơi vòng vòng đảo thôi, còn em lên lụm cho chị Banda. Chắc không? Chắc trời ơi, kêu bả lên lụm rồi bả chết rớt đồ nữa mèo, tôi sợ lắm mèo ơi. Rớt ông phải cho bả vũ con siren chỗ khác chứ. Ơi hình như là thấy tống mèo ơi. Có không? Hình như không có. Ê cái xuồng của mình kìa. Lẹ lẹ lẹ. Đó nó kìa mèo. Cái con kìa. Ui, nấp mấy bạn ơi. Đúng. Đồ mình đâu, Ủa cái con hết đi ra biển phá vô ta. Nó đang đi bắt cá, nó đói. Ê, đổ nghe, đổ. Tôi lụm lại được nè. Lụm lên. Đồ của mình. Lụm nhiều lắm, đắt luôn cũng được mèo. Lấy đắt luôn hả? Bỏ rương ra lấy hết đồ chưa? Rương mấy hết đồ rồi. Trời ơi, anh không ngờ là 2-3 bữa rồi anh quanh lại đồ của anh vẫn còn các bạn ơi. Mệt quá. Ở đây có gì? Có rương hầm nè mèo. Ủa có bánh mì. Tôi trèo lên. Tôi không dám đứng ở đây đâu, tôi sẽ chết lắm các bạn ơi. Ủa nó đang đi bắt cá. Lên. Trèo lên. Chị Banda. Ủa nó đứng ngoài biển nó bị gì rồi kìa mèo? Nó đang bắt cá, nó đâu bị gì đâu. Nó bị gì rồi kìa. Nó chơi thằng trưởng à. Đâu kìa chị Banda lái xuồng ngoài rồi chị Banda. Chị Banda, chị lái xuồng ở chỗ con siren đó chị Banda, chị hái con siren cũng lộn chị Banda. Đâu rồi, chị chèo cái bè đâu mà con siren đó hả? Có. Ui kìa nó kìa chị Banda nó đang đi bắt cá kìa. Chị Tông ở đây nó bị ngu rồi. Chị Banda lên bè lái là Tông đó chị Banda. Lên bè chèo lại. Con này là siren tốt bụng chị Banda. Nó khùng quá là chị đâu được đâu nha. Con này nó tốt lắm. Đó chưa, nó đâu làm gì chị đâu thấy chưa. Siren này siren người tốt chị Banda. Nó khỏi vậy. Ừ nó hơi bị trơ trơ rồi, nó yếu quá. Nó bị yếu rồi chị Banda. Tính ra nó hiền khô hết. Tông nó có gì đâu. Sao nó quanh chị Banda. Mà Banda nó chở siren luôn kìa. Cái gì chị Banda chị chèo đó. Chị chạy qua bên cái đảo bên kia luôn chị Banda. Chạy qua cái hòn đảo bên kia luôn, cái đảo bự á, chở nó đi luôn chị Banda. Chở nó đi luôn. Ê. Ta đã có cách tiêu diệt siren rồi. Chị Banda đi. Chở nó về đi. Chị Banda. Chị Banda, quanh về chị Banda. Các bạn ơi, không ngờ là con siren nó tèo lên thuyền của chị Banda để cho chị Banda chở nó đi luôn rồi. Oh my god. Chị Banda bị lỗi. Rồi, chạy vô đây chị Banda, chạy vô đây. Xuống thuyền á, xuống thuyền. Nó kẹt trên thuyền luôn rồi. Xuống thuyền chị Banda, xuống thuyền. Đó. Ôi, con siren nó kẹt lên thuyền rồi. Bà Banda quýnh chết bà Banda nhưng mà nó đã kẹt lên thuyền rồi. Oh my god. Bây giờ đó mới là người lái thuyền đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nó kẹt lên thuyền. Tôi lên. Chết đấy mèo. Ôi, chết đó, âm thanh nó ồn lắm, đừng có lên. Ê, nè. Đừng có chèo thuyền vô sát bờ luôn, quýnh tôi mèo. Tôi đang ghe thuyền ra. Từ từ, tôi muốn đi ra khỏi chiếc thuyền, tôi hết, tôi đang cố đi ra khỏi chiếc thuyền nè. Rồi mèo, tôi lắp cái bờ biển lại rồi mèo. Đứng ở dưới thuyền á, nó không đánh được mình. Tôi lắp lại rồi, ui cái âm thanh của nó kêu tí to luôn kìa mèo ơi. Tôi đang dắt nó đi ra xa. Rồi xong rồi, được rồi, tới đó rồi mèo. Được. Rồi mấy bạn ơi, từ ngày hôm nay chúng ta đã có thêm một thành tựu mới các bạn. Em đứng đăng ký nha em.
Chúng ta là team Minecraft đầu tiên bắt Siren bỏ lên thuyền. Bỏ lên thuyền luôn. Ê, hết mày, dẫn chỉ cua bằng đường bộ giờ. Ôi, thêm thằng này chạy lên thuyền luôn rồi. Quá mấy con này nó khóa chạy lên thuyền quá hả? Đúng rồi mày. Đi mày ơi, con Siren thì nó nói tè la luôn, tôi không hiểu nó nói cái gì nè mày. Nó nói quá trời nói. Ủa, chị Panda đâu rồi, chị Panda ơi. Ai biết, bả kẹt ngoài đảo á. Mới về đó, đừng có bắt đầu. Để tôi lấy cái thuyền này về cho bả để thôi, nó phát tưởng. Đó, chúng ta đã hoàn thành bắt Siren bỏ lên thuyền rồi mấy bạn ơi, lấy là hết đồ luôn. Yeah, mấy bạn, chúng ta hãy đi khám phá nữa rồi. Ôi trời, nãy giờ bả bơi luôn mèo. Lên, 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 chị Panda. Bả không có cái xuồng, mèo, 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 để em dẫn chị cho chị về nhà của tụi em đây. Chị chơi, trời ơi, chị chơi lầy dạ. Tính ra là bà mới bị giạt vô cái đảo này thôi mấy bạn, nên bà chưa biết chuyện gì đang diễn đúng ra rồi, hết. Trời ơi, bữa giờ em với mèo đối phó với con Siren khổ lắm chị Panda. Vậy bà mới chơi với con đó nhiều bạn thân nha. Trời ơi, ở dưới nước cái thuyền này hôm trước mình đi rồi đúng không? Mình tìm rồi đúng không? Đi rồi, đi rồi, đi rồi. Mấy bạn ơi, không biết là ở đây còn có cướp biển không mấy bạn, chứ thấy cái thuyền này nó kiểu cái thuyền cướp biển đó mấy bạn. Tôi thấy cái đường hầm nữa kìa, đường hầm dưới nước kìa, biết đâu có cái kim cương đúng rồi sao? Thôi thôi thôi. Ở đó có hình như có một cái cờ đúng mấy bạn kìa. Đâu? Cái cờ dưới nước nè. Bạn thấy comment nha. Anh thấy cờ, giống như cây cờ với mấy bạn ơi. Lặn sức cờ. Ôi nè chị Panda, đây là hòn đảo được sự che chở của thượng đế chị Panda nhìn nè. Đó, chị thấy ánh sáng không chị Panda nữa. Đó. Đây là nơi mà chúng ta sẽ được các thiên thần che chở các bạn. Ở đây là không có Siren đâu chị Panda, nhưng mà ở đây thì mình có một cái nguồn thực phẩm vô hạn chị Panda. Không sợ đói. Xin chào chị đến với đảo heo của em. Quốc đảo mấy con heo này đang sinh sống chị Panda. Hòn đảo mình sẽ sống chung với mấy con heo. Đó, lâu lâu mình ra mình phập mấy con heo mấy cái. Con heo này nè chị Panda. Rồi xong. Lại đây chị Panda. Ai đây nhiều đồ ăn vậy ta? Đồ ăn nhiều, nó không bao giờ thiếu, chị không bao giờ sợ đói luôn. Rồi. Kìa, hồi nãy chị bị lạc qua cái đảo nó không có gì ăn hết á. Mà Panda bà đói luôn. Bữa lên chị Panda. Mình đào được sắt. Ủa sao lại bà bơi vô hả? Mẹ chở bà bằng thuyền mà sao bà bơi vô? Chị lỗi vậy, đi dọc đường rồi đạp chị xuống, chị lỗi vô. Từ người ta thì ớn chứ, làm em giới thiệu cho chị nữa tiếng hồ. Sao chị ông Panda lên, chị tự vậy chị còn nói. Thịt nè, thịt của mình nè, đó, ăn vô, chị Panda có đói không? Nhiều lắm. Nhưng mà giờ nãy giờ chị chành thấy được ăn thôi, chị đâu được ăn. Nè, để em nấu cho chị ăn nè, khổ quá. Ở chị nghe Panda. Nghe đúng rồi, chờ đi, chờ chín thì ăn. Đó, chờ chín thì ăn chị Panda. Nhìn xịn dữ. Xịn ở đây ăn. Có các bạn chế tạo đây có sẵn rồi. Ở đây thì tôi sẽ bắt đầu làm bộ giáp kim cương, tại vì hôm trước tôi đào được kim cương. Các sắp bạn làm ơi. Đi kiếm kim cương mình đi làm bộ giáp kim cương. Nhưng mà tôi phải có bộ giáp tôi mới cảm thấy tôi an toàn mà. Còn đi kiếm có hay không không quan trọng. Ông tào lao, cái kiếm mới là cái bảo vệ chúng ta. Bộ giáp không có đâu. Đây sẽ là bộ giáp khiến mình an toàn. Bộ giáp sáng bóng quá, sáng cóm nên mình phải xoay xoay cái đầu của mình cho nó cóm các miếng bạn. Cái đầu cái ớn quá. Ghê. Ghê quá mẹ ơi. Đầu giáp nó bị việt gủa nè. Cái giáp thử coi. Đâu, đâu. Vỗ tay á, vỗ tay nữa, coi thì vỗ tay nữa. Được, mẹ ơi, mặt trời lại lặn rồi. Rồi luôn không á. Được các bạn ơi, ở trên đảo này nguy hiểm lắm các bạn. Mỗi tối trời lặn lại xuất hiện ra mấy cái con quái vật nhìn kinh khủng lắm. Hồi nãy thì xuất hiện Siren này, giờ mới biết xuất hiện con gì nữa ta. Cái vấn đề đang giả đây á là lúc trước á là con cái giường tụi ông chia ra người ngủ nửa buổi, giờ ba người chia ra sao đây? Tại ơi, đừng có lo, giường chỉ có nè, đồ ăn không có trên giường là chi bao la. Từ vậy là quá đã luôn chị Panda. Chị có đem ra mấy cái giường hồi cái trên tụng lên mấy cái bè trước đúng không? Ủa, lúc chị giặt rồi. Chị giặt vô biển mà chị còn đem, chị còn giấu đem được chứ cái giường. Ừ, bà sợ ngủ ở ngoài biển nè, bà đem ra giường nè. Đặt cái ngay đây nè chị Panda. Còn cái cứ đặt đi đó. Nè, để em đặt. Đặt cái nào, đặt lên, đặt lên. Rồi sao? Hai người làm gì đây? Rồi, con tôi ngủ đây. Mẹ chị Panda lên ngủ đi. Có tôi. Ôi trời ơi, sáng rồi mèo ơi. Sao mấy người ngủ xong mất dậy nhà tôi ngủ, tôi mất dậy tôi ra ngoài đường làm sao? Ê biết mèo, tại mèo tự động bay ra ngoài đường rồi mèo nói vậy. Tôi mất dậy em đứng ngoài đường vậy nè chị Panda. Tại cái giường của mèo á nằm sát cái tường đó, mèo bị đẩy ra khỏi cái tường đó mèo. Mấy bạn ơi, cái đảo của mình càng ngày càng nhiều heo mấy bạn. Ừ, sao mà mình nghi là heo nó sắp chiếm cái đảo này rồi mấy bạn ơi. Thôi ăn thịt đi, sáng phải heo cho miếng thịt ăn sáng heo. Tại là mèo ác quá, mèo ăn táo rồi mèo ăn chay đi mèo ơi. Tôi đâu ăn chay, tôi ăn mặn trường mà. Nè đây tôi cho mèo mớ thịt nè này. Đó thịt nè mèo ơi. Ủa ngày qua tôi nhớ nướng nhiều thịt lắm mà sao chị không thấy cục nào hết trơn. Ê biết mèo. Ui. Nói đó mèo ăn đi mèo ơi. Rồi xong. Kiếm cái gì đó làm vũ khí mới được. Tôi còn hôm trước là tôi có đi mai sắt á mà mèo không biết mày có lượm không ta rồi. Chắc sắp mất tiêu rồi. Đầu lo nè tôi có cái rìu nè mèo. Chị Panda. Nè cho mình cái rìu nè. Cái rìu đó. Tôi có một kim cương nè, phải chứ tôi còn hai kim cương nữa thì tôi làm được cái kiếm kim cương. Vậy không dắt tôi chị Panda đi qua cái đảo nào để kiếm gỗ hay chứ. Đúng rồi mèo ơi, quên nữa, hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá một cái đảo mới mấy bạn. Lần trước là có cái đảo xương chúng ta chưa đến mấy bạn ơi. Nè 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 nè, lên lên. Oh my god, con heo nó đang cặp bạn con nhện, nó là cái bè của chúng ta mấy bạn ơi. Đây là coi. Hay bây giờ làm sao chị Panda? Dạ sao? Dạ mèo coi nè. Mày đi nè xuống. Con quỷ này mày chết mày với tao, mày chết mày với tao mà dạ, dám cặp kè hả mày? Ôi, cặp mấy bạn thấy không? Con heo nó bẹt làm mẻ con nhện nó lên bè của mình mấy bạn ơi. Nó canh mình đi. Ngủ nó đú đỡ cái mày mày. Trời ơi, mấy con này
cái đảo xương lần trước là hình như là ở bên này nữa bạn, ở đằng sau cái đảo núi lửa nữa các bạn ơi. Ở đằng sau đảo núi lửa hả? Ừ, okay. Rồi bây giờ hôm nay nước trong rồi mấy bạn ơi, mình thấy được mấy con quái vật đang bò ở dưới kìa, nguy hiểm quá đi. Ở đó có cây kìa, đi qua bên đó được mình lấy cây đó. Chúng ta không cần cây đó các bạn, hôm nay chúng ta sẽ không chơi chặt cây nha, bảo vệ môi trường mày ơi. Ủa không chặt cây sao đào đá, làm sao không đào được đá, làm sao làm được cúp đá? Mình chặt cây á, mình chặt cây đảo của mình á, mình trồng lại. Trời ơi chứ mình để mấy cái đảo được có cây cho nó xanh mẹ. Đảo mình cho nó đẹp, mình thêm trồng lại cũng được vậy. Tôi có nghĩ là chúng ta nên dọn qua đảo núi lửa ở không? Tại vì á chúng ta có sẵn nguyên cái núi lửa quăng rác vô đốt cho lẹ mấy bạn ơi. Thì lấy cái xô bút về chứ cái nhà thiệt đẹp thì ủa, cái đảo hồ đẹp quá, tôi thích cái đảo nhỏ nhỏ có núi lửa xinh xinh, còn có cây dừa nữa bạn, có cái nước bên này. Rồi xây nhà đâu cháy đó. Thôi nó phun cái là chết hết. Rồi xây nhà đâu cháy đó. Thì Banda sợ núi lửa phun nữa chứ, thấy ớn không? Ở dưới nước có cái gì vậy? Gì? Có cái gì y như cái mỏm đá mà hình con cá gì dưới nước này mèo? Đâu có. Cái phải mỏm đá đó. Như hình con cá hả? Cái giống cái đuôi phải không? Còn cái đang nhìn cái móng vuốt kìa, y như là cái ồ nó chỉ là cái đá mà. Thôi à, nhìn hết hồn mấy bạn ơi. Ôi, mèo. Ôi, ở gần đảo này mình mới thấy nha mấy bạn. Ripper. Không phải Ripper. Bạn biển mèo ơi. Cướp biển, đúng rồi, chúng ta đã gặp bạn rồi mấy bạn. Chúng tôi cũng là cướp biển đây, chúng tôi là team Pirate đây các bạn ơi. Hello mọi người, chúng tôi là team Pirate mọi người ơi. Chào anh em. Các bạn này là anh em tốt của mình. Anh em tốt. Ủa gì anh em tốt chưa gì lại quánh tương cái à mèo ơi. Anh em ơi, anh em có kho báu không? Kìa nó đang đi giấu kho báu. Ôi có kho báu mèo ơi, có kho báu nè. Ôi có kim cương, giác ngựa vàng. Có tất cả. Trời ơi, trời, hình như cái này không phải anh em mấy bạn ơi, hình như cái này là bọn cướp biển, bọn nó đang đi giấu kho báu trên đây nè mèo. Ở đây còn có chỉ ít màu đỏ nữa nè mèo ơi. Ê, hình như nó đang muốn quýnh mình thấy gì á. Dĩ nhiên là mèo, tại vì mình lên đảo của nó mèo. Mình chiếm đảo của nó đang bù vô nó quánh mình nè. Vậy là không phải anh em mình. Mày giỡn mặt với ta, mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao mấy cái kiếm của mày cả giỡn cả lỡm vậy? Mày muốn quýnh lộn với ta mày. Chết mày này. Mấy cướp biển ngu ngốc. Chị Banda đi cái bị đánh chết rớt đầu luôn nè. Trời ơi. Chị Banda tơi bơi qua đây chị Banda. Mèo, cái kiếm này mèo. Chụp lấy. Đâu rồi mèo mèo. Chụp lấy kiếm. Đó. Lấy kiếm quá tới rồi. Rồi nó lấy kiếm của mèo luôn rồi. Chụp coi kiếm ở đây nè. Cái cặp của nó đó chị Banda, quánh nó chị Banda. Mày mày nè. Bu vô đây. Ôi tôi quánh chết thuyền trưởng rồi mèo. Chết chưa? Chết. Mày nè, trời ơi trời. Chị Banda, mèo ngẩn của tỏi mày còn tê bê tới nữa chứ. Trời ơi tôi phải nói chị Banda chết rồi. Mày nè. Mấy thằng trước bị tuổi về với lấy hút rồi sao? Quánh chết hết rồi. Ôi quánh nó xong tới chiều luôn mèo ơi. Trời ơi quánh nó hôm mà tới chiều hả? Ôi trời, lục đảo nó còn có cái gì khác nữa mọi người, hình như có một cái rương à mọi người ơi. Nè cái chị ít ở đây nè. Ôi con Ripper. Cái ba lô nè mèo. Ripper cái ba lô này không biết quánh có rớt cái gì không? Ê hút tự dụ Ripper cho nó nổ cái chỗ này luôn được không? Tôi nghĩ là mèo lỡ nổ ở dưới có kho báu nó hư luôn rồi sao mèo. Trời ơi tôi thử dụ coi. Lại dụ nó lại đi không sao đâu. Lại đây lại dụ nó lại. Lại lên kia nè. Trời ơi trời, ta phải dụ lại đây mới đúng chứ. Nè, cái con Ripper đó đây tôi có cái cấp nè. Ê hay là chúng ta sử dụng TNT đi mọi người. Sử dụng TNT đâu nè. TNT nè, tôi có TNT nè mèo. Rồi đặt đi rồi. Tôi có cái gì kẹt á nè, tôi có đá đỏ mèo ơi. Ờ thôi đào đi. Thôi đào đi. Nè, coi cấp nè, đào xuống. Đào xuống. Ôi, cái rêu kìa. Gặp sạch xích chút nữa là rồi. Thôi rồi. Wow! Cho TNT cái cỡ kìa. Tôi lấy kim cương, tôi lấy được kim cương. Lấy bắt đầu, lấy cái cây trẻ. Trời ơi, bà Banda bà ham vũ khí mấy bạn ơi. Bà Banda bà lấy cây trẻ rồi. Tôi có nhiều kim cương lắm mẹ. Tôi có 16 kim cương, mày có bao nhiêu kim cương? Tôi có 10 emerald, mẹ lấy được bao nhiêu emerald mẹ? 10 emerald luôn. Rồi hay á mẹ, tôi lấy được 27 tinh tây luôn. Rồi chị Banda được cái cây. Chị Banda đã lấy được cái cây vũ khí của bà Banda rồi, chị Banda đổi chị Banda. Cái cây này là chị no rồi. Bán chị Banda bán cho em. Rồi. 6 kim cương. 6 kim cương. Rồi khỏi bán hết luôn hả? Rồi. Chị lấy rồi chị còn lấy. Ôi tưởng đâu tôi bị ai lấy đây. Tôi là cái chi định rồi, Cái kim cương sao? Phi vô mặt mày mày nè, mày chi định quá mày. Giỡn mày. Rồi xong. Mình với chị Banda đã có một pha trao đổi vô cùng là ăn ý. Rồi, chị Banda, đây thuyền. Đây. Ôi, ở đâu ăn cùng một thằng. Ôi, thằng cướp biển rách. Thằng cướp biển nhà nghèo. Thằng cướp biển nhà nghèo. Ôi, khoan. Khoan, nó có súng mèo. Ôi. Trời, nó có súng. Được, qua đặt đó chị Banda, cướp súng đó. Mày nghĩ sao vậy? Mày có súng không? Mày có súng. Ôi, nó bắn em nè chị Banda. Ê, mày cứ đánh cho nó đảo đây. Mày rồi. Ôi, lượm cái súng của nó. Em lượm được cái súng của nó chị Banda. Wow. Không biết. Để tôi lên bờ, lên bờ. Trời ơi, tôi vừa có đồ xịn cái là tại đậm người quen đâu ra quá trời chạy thuyền ở đó. Lên thuyền, lên thuyền. Nè, tôi có súng đây nè, các cả giơ tay lên. Chứ mày có súng đây nè. Ôi, bắn được luôn vậy đó. Bắn được hả? Ôi, bắn không bao giờ mất đạn luôn mèo. Nè, thử. Nè nè, đảo mèo kìa. Cầm lên. Không hết đạn luôn, không bao giờ hết đạn luôn, hư luôn. Trời ơi, cái con zombie nước ơi. Ui, đã thì chứ, cái súng của này hơi bị xịn luôn. Phải không? Vũ khí tầm cuối. Ôi, bắn xa được. Trời ơi, xa lắm. Đâu mèo, ừ đúng rồi kìa, bắn dưới nước kìa đó. Ôi, bắn dưới nước luôn. Trời ơi, đã chưa. Không hết đạn, không bao giờ hư luôn mèo. Nhưng mà này nó hơi bị lẻ nha mọi người. Ừ, nó bắn hơi bị lẻ, đưa cho tôi mèo, tải vũ khí cho tôi mèo. Ôi, hôm nay tụi mình đã làm cướp biển rồi mấy bạn ơi. Đi qua bắn con quái vật đằng lo. Thôi mấy bạn ơi,
Sao? Bây giờ mấy bạn bạn nào đồng ý anh á là cầm cái này qua xử đẹp con quái vật đầu lo comment phía dưới đừng cho mình và hả like cho video này. Hôm nay là anh quay tới đây là được rồi các bạn ơi, quay nhiều các bạn đã biết hết tình tiết mất hay các bạn, các bạn hãy nhớ hả like, hả like cho anh để anh dùng súng này anh xẻ con quái vật đầu lo các bạn ơi. Ui súng này mạnh phải bắn gì ra được rồi. Chị Panda với mèo đi trốn luôn các bạn ơi, lấy súng mạnh đâu các bạn. Ok bạn nhớ hả like cho anh nha để tập sau anh có thể tiêu diệt được quái vật đầu lo bằng cây súng mới lượm của anh. Ok bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của anh vào ngày mai nha. Thank you.